kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong video này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin thể thao mới nhất, nóng nhất chúng tôi vừa cập nhật. Victor Gyökeres từ vô danh thành ngôi sao được săn đón. Chỉ hơn một năm trước, tiền đạo Victor Gyökeres chỉ được Transfermarkt định giá 13 triệu euro khi anh còn chơi cho Coventry City. Hiện tại, Gyökeres có mức giá 70 triệu euro, con số cao nhất trong sự nghiệp. Tiền đạo của Sporting CP là cầu thủ đắt thứ nhì ở Thụy Điển, chỉ sau Alexander Isaac 75 triệu euro. Ngoài ra, Gyökeres cũng nằm trong top 10 tiền đạo đắt nhất thế giới hiện tại. Anh xếp thứ 9 trên những Rasmus Højlund, Darwin Núñez và Dusan Vlahovic cùng 65 triệu euro theo Transfermarkt. Từ tháng 9 năm 2023, giá trị của Gyökeres tăng 38 triệu euro, một con số đầy ấn tượng. Khi mới cập bến Sporting từ đầu mùa 2023-2024, chân sút này được định giá hơn 30 triệu euro. Gyökeres từng chơi cho nhiều đội bóng như St. Pauli, Brighton hay Swansea City, nhưng giá trị của anh chưa bao giờ vượt mức 1 triệu euro. Phải đến khi đầu quân cho Coventry City, mức định giá của Gyökeres mới tăng lên. SCM Sport Management, công ty đại diện của Gyökeres, cũng có nhiều gương mặt nổi tiếng như Frankie de Jong, Antonio Rudiger, Victor Lindelof hay Steven Bergwijn. Gyökeres hiện là cầu thủ đắt giá nhất mà công ty này sở hữu. Mới đây, Bayern Munich và Barcelona cũng đã nhập cuộc và muốn đón Gyökeres về thi đấu. Barcelona xem chân sút này là một người kế thừa hoàn hảo cho Robert Lewandowski, người đã 36 tuổi. Trong cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu 2024, Gyökeres có 24 bàn, không chỉ thua mỗi Lewandowski, người đang có 28 bàn, nếu tính trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Thị trường chuyển nhượng đang dậy sóng khi Sporting sẵn sàng để Gyökeres ra đi với mức giá chỉ hơn 65 triệu euro. Câu lạc bộ Bồ Đào Nha chắc chắn lãi to khi chỉ tốn 24 triệu euro để chiêu mộ anh vào tháng 7 năm 2023. Lục đục ở Real Madrid, khủng hoảng chấn thương, các ngôi sao rệu rã, người thân cầu thủ chỉ trích huấn luyện viên Carlo Ancelotti khiến Real Madrid đang xuất hiện những vết nứt đáng lo ngại. Carlo Ancelotti đang cùng Miguel Munir giữ kỷ lục huấn luyện viên giành nhiều danh hiệu nhất cho Real Madrid với 14 chiếc cúp, trong đó có 2 Champions League và 2 La Liga chỉ trong 3 mùa gần đây. Hợp đồng của ông còn hiệu lực tới hè 2026, nhưng không có nghĩa huấn luyện viên người Italia chắc chắn trụ lại đến hết mùa hè này. 3 thất bại trong 6 trận gần nhất, và trên hết là 2 thảm họa trước Barcelona thua 0-4 và Milan thua 1-3, khiến giới lãnh đạo Real Madrid dấy lên nghi ngờ. Vấn đề không nằm ở kết quả, mà là cách thua của đội bóng. Họ thiếu đoàn kết, không có sự lãnh đạo, các cầu thủ chê trách nhau, còn khán giả đánh mất niềm tin. Ancelotti đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cần được giải quyết. Tôi không nói rằng các cầu thủ Real lười biếng, nhưng thực sự lúc này chúng tôi không có khả năng chơi như một tập thể đúng nghĩa, Ancelotti nói sau trận thua Milan ở lượt trận thứ tư Champions League. Bàn thua thứ hai của đội chủ nhà trong trận này cũng bị truyền thông và người hâm mộ đưa ra mổ xẻ khi nhiều cầu thủ mắc sai lầm. Đầu tiên là tiền vệ Aurier Tchouameni chuyền hơi non cho Vinicius Junior để Youssouf Fofana cướp bóng và tổ chức phản công cho đội khách. Vinicius thấy đồng đội mất bóng cũng đứng yên và nhìn Milan lao lên. Tiền vệ 39 tuổi Luka Modric ập vào Alvaro Morata nhưng không kịp, cũng lưng thương đi bộ về. Hậu vệ trái Fernand Mendy thì bị trượt chân trong cấm địa, còn Tuchel Armani bỏ quên Morata và để tiền đạo này đá bồi vào lưới trống giúp đội khách dẫn ngược 2-1. Đây là mùa thứ 6 Ancelotti dẫn Real, đồng nghĩa ông là huấn luyện viên gắn bó lâu nhất với đội bóng kể từ thời Mourinho giai đoạn 1960-1974. Huấn luyện viên 65 tuổi hiểu rằng ông cần nhanh chóng cải thiện tình hình để tránh đội bóng tiếp tục sa sút không phanh. Chủ tịch Florentino Pérez ngồi trên khán đài Bernabeu xem trận Milan sẽ không đưa ra quyết định nào nhất thời, nhưng có lẽ ông đang có những toan tính. Có thể không giỏi về chiến thuật, Ancelotti nổi tiếng với khả năng dụ binh và trị binh. Real luôn là tập thể của những ngôi sao, còn ông luôn làm việc ở những câu lạc bộ lớn nhất cùng các cầu thủ giỏi nhất. Với những chấn thương của trụ cột và sự hiện diện của ngôi sao Kylian Mbappe, huấn luyện viên người Italia đã phải chấp vá đội hình hay để cầu thủ chơi không đúng sở trường. Sau trận Milan, vợ của tiền vệ Federico Valverde, Mina Bonino bình luận trên mạng xã hội rằng vị trí sở trường của chồng cô là tiền vệ trung tâm chứ không phải cánh phải. Còn cô chỉ ra rằng Mbappe và Vinicius không tích cực di chuyển và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Khi được hỏi về bình luận của cô Mina, Ancelotti nhấn mày nhiều hơn thường lệ trong họp báo. Những hình ảnh này hiếm gặp ở Real Madrid ở những năm qua. Thống kê cho thấy Mina có lý khi Mbappe di chuyển trung bình chỉ 100m mỗi phút 9km một trận ở Champions League mùa này, thông số chỉ hơn thủ môn của Real Madrid. Cựu tiền đạo Thierry Henry cũng vừa phân tích rằng Jude Bellingham đang thường xuyên phải làm thay nhiệm vụ số 9 của Mbappe, đó là chạy chỗ hút người. Bellingham không ghi bàn hay kiến tạo trong 12 trận đã chơi trên mọi đấu trường mùa này. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng chính Mbappe là một nguyên nhân khiến tiền vệ công người Anh không được chơi ở vị trí sở trường và đánh mất phong độ.
Vinicius hay Mbappe đều có xu hướng chạy sang trái, nhận bóng rồi rẽ vào trung lộ. Vì thế Ancelotti đưa Van Velde sang đà cánh phải để hỗ trợ phòng ngự tốt hơn. Chấn thương của các hậu vệ như David Alaba hay Daniel Carvajal cũng khiến Tchouaméni và Lucas Vázquez phải lùi sâu hơn thường lệ, chơi không đúng sở trường. Nhiều cổ động viên Real thậm chí cho rằng Tchouaméni là cầu thủ chơi tệ nhất mùa này. Báo Tây Ban Nha ABC còn cho rằng đội bóng còn tranh cãi về cơ hội thi đấu của các tài năng trẻ như Arda Güler và Endrick khi Real cần tìm bàn trước Milan. Ancelotti lại đưa tiền vệ trung tâm Dani Ceballos và hậu vệ Fran García vào sân, khiến hai cầu thủ tấn công kể trên không có cơ hội thi đấu trong trận El Clasico thua Barca 0-4. Nhiều khán giả Real bỏ về trước mãn cuộc. Đến trận gặp Milan, khán đài Bernabeu cũng lộ nhiều chỗ trống khi chưa hết giờ. Người hâm mộ luôn đòi hỏi cao ở Real và đội bóng chỉ đang đứng thứ 18 ở Champions League rõ ràng không làm hài lòng họ. Trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao trong đội cũng im tiếng đến kỳ lạ. Chỉ có Vázquez hay thủ thành Henry Lunin lên tiếng trấn an người hâm mộ. Điều này càng khiến dư luận nghi ngờ phong thái đội bóng đang có dấu hiệu rạn nứt. Mbappe bị loại khỏi tuyển Pháp. Tiền đạo đội trưởng Kylian Mbappe vắng mặt lần thứ hai liên tiếp khi Pháp hội quân chuẩn bị đá trận 2 Nations League giữa tháng 11. Trong buổi họp báo công bố danh sách 23 tuyển thủ Pháp ngày 7 tháng 11, huấn luyện viên Didier Deschamps cho biết Mbappe muốn được triệu tập đợt này, nhưng ông không đồng ý. Huấn luyện viên 56 tuổi cũng không tiết lộ tiền đạo Real Madrid có chấn thương hay không. "Chúng tôi có thể không nhất trí về mọi việc," Deschamps nói thêm. "Đây là những cuộc thảo luận vẫn diễn ra giữa tôi và các cầu thủ. Tôi không ở đây để được họ khen rằng tôi là người giỏi nhất và đẹp trai nhất. Tôi lắng nghe họ, tôi luôn được truyền cảm hứng từ những cuộc thảo luận này, dù là cá nhân hay tập thể, để bảo vệ tất cả cầu thủ." Deschamps từ chối tiết lộ nội dung buổi trò chuyện với Mbappe, nhưng xem đây là điều quan trọng để ông quyết định. "Tôi có thể có nhiều cuộc trao đổi vừa ra ngoài phạm vi sân cỏ để biết được liệu có vấn đề gì xảy ra. Những cuộc trao đổi này rất quan trọng với sự bình tĩnh, thông tin đầy đủ và rõ ràng nhất. Tôi đưa ra những quyết định mà tôi cho là tốt nhất," ông bày tỏ. Mbappe đã vắng mặt đợt tập trung tháng 10 vì thể lực. Khi đó, tiền đạo 25 tuổi tới Stockholm, Thụy Điển tiếp tục cùng với nhóm bạn và vướng vào cáo buộc hiếp dâm. Deschamps phủ nhận việc loại Mbappe liên quan tới sự cố này. Bản thân Mbappe cũng cho biết đây là tin giả. Còn luật sư của anh đã xem xét khả năng khiếu nại về tội phỉ báng. Sau khi gia nhập Real theo diện tự do hè 2024, Mbappe ghi 8 bàn qua 15 trận, chỉ kém Vinicius 1 bàn. Nhưng tiền đạo 25 tuổi giảm hiệu suất so với hành tích 256 bàn trong 308 trận cho Paris Saint-Germain và 48 bàn trong 86 trận cho tuyển Pháp. Mbappe hứng chỉ trích vì mờ nhạt ở vị trí trung phong và không kết hợp tốt với các ngôi sao khác như Vinicius hay Jude Bellingham. Trong trận thua Barca 0-4 hôm 26 tháng 10, thủ quân tuyển Pháp thậm chí bỏ lỡ nhiều cơ hội đối mặt thủ môn và sập bẫy việt vị 8 lần. Anh tiếp tục gây thất vọng khi thịt ngòi trận thua Milan 1-3 ở lượt 4 Champions League hôm 6 tháng 11. Thành tích của Real cũng đi xuống sau khi tuyển mộ Mbappe. Nhà đương kim vô địch hiện xếp thứ 2 La Liga, kém Barca 9 điểm và rơi xuống thứ 17 ở vòng bảng Champions League với 6 điểm sau 4 trận, vị trí phải đá 2 lượt play-off tranh vé vào vòng 1/8. Trong đợt tập trung này, Pháp sẽ gặp Israel ngày 14 tháng 11 và Italia vào ngày 17 tháng 11. Thầy trò Deschamps đang đứng thứ 2 ở bảng A2 Nations League với 9 điểm, kém Italia 1 điểm. Ancelotti cũng đã nói rằng ông sẽ phải trải qua những đêm dài cho đến khi gặp Osasuna trên sân Bernabeu ở vòng 13 La Liga. Thứ 7 ngày 9 tháng 11, đội khách đang bay cao với vị trí thứ 5, còn Real có thể sẽ bị Barca bỏ cách 12 điểm nếu tiếp tục thất bại. Mourinho sẵn sàng dẫn dắt Newcastle. Mourinho gần đây gặp rắc rối, bao gồm phạt tiền 1.300 bảng và bị cấm chỉ đạo một trận. Thuyền trưởng Fenerbahce chỉ trích giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ có mùi không hay. Ông còn đặt câu hỏi tại sao người hâm mộ lại phải theo dõi giải đấu khi Premier League có quá nhiều trận hấp dẫn. Cùng lúc đó, người đặc biệt cũng đã sẵn sàng chia tay Thổ Nhĩ Kỳ. Theo The Guardian, nhà hùng quân từng hai lần vô địch Champions League đang quan tâm đặc biệt đến một đội bóng Premier League. Nguồn tin cho biết Mourinho để mắt đến tình hình tại Newcastle United. Huấn luyện viên hiện tại Eddie Howe chịu áp lực rất lớn khi các ông chủ Saudi Arabia rất khát khao xuất sự Champions League. Ông Howe tạm thời cởi bỏ áp lực sau khi giúp chiếc chòe giành chiến thắng trước Chelsea ở League Cup và Arsenal tại Premier League. Tuy nhiên, trước khi bước vào trận đấu gặp Nottingham Forest vào ngày 10 tháng 11 theo giờ Hà Nội, đại diện vùng Đông Bắc Đức Anh gây thất vọng khi đứng tận thứ 11. Ngược lại, Forest bay cao ở vị trí thứ 3. Được biết, Mourinho đã có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Newcastle, ông Yassian Rumen, tại giải đua xe F1 ở Saudi Arabia vào tháng 3. Theo The Guardian cho rằng, huấn luyện viên từng 3 lần vô địch Premier League duy trì mối quan hệ này kể từ thời điểm đó. Gần đây, Mourinho cũng có những bài phát biểu công khai thể hiện mong muốn trở lại làm việc tại Premier League. Lần này, ông hy vọng nắm quyền ở một đội bóng đang gặp khó khăn. Cựu huấn luyện viên MU cho biết nếu một đội bóng ở Anh đang đứng ở cuối bảng xếp hạng và cần một huấn luyện viên trong 2 năm tới, tôi sẵn sàng. Van Nistelrooy quyết định tương lai ở MU. Van Nistelrooy được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên Erik ten Hag hồi mùa hè, nhưng với sự thay đổi nhân sự sau khi ten Hag rời đi, tương lai của ông trở nên bất định. Dù đã giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn sau sự ra đi của ten Hag với 2/3 chiến thắng trong vai trò tạm quyền,
Van Nistelrooy vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về tương lai của mình. Ông thừa nhận rằng ngay cả khi kiểm tra điện thoại liên tục để cập nhật tình hình, vẫn chưa có thông tin nào được đưa ra. Chia sẻ với TNT Sports, sau khi cùng Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước PAOK tại cúp C2, Van Nistelrooy cho biết: "Tôi đã kiểm tra điện thoại sau khi rời bàn làm việc. Tôi cũng kiểm tra Wi-Fi và thấy mọi thứ đều bật, nhưng vẫn chưa có gì cần phải kiên nhẫn." Ông sẽ tiếp tục chờ đợi trong khi chuẩn bị dẫn dắt đội bóng trong trận đấu cuối cùng của mình với tư cách là huấn luyện viên trưởng tạm quyền của MU khi đối đầu với Leicester City vào cuối tuần này. Đây sẽ là lần cuối cùng ông xuất hiện ở khu vực kỹ thuật trong vai trò tạm quyền trước khi Ruben Amorim tiếp quản Quỷ Đỏ. Sun Sports đã đưa tin rằng các cầu thủ của Manchester United rất muốn Van Nistelrooy ở lại đội ngũ huấn luyện. Một nguồn tin nội bộ cho biết các cầu thủ đã bày tỏ mong muốn này với ban lãnh đạo câu lạc bộ. Về phía mình, Van Nistelrooy đã thể hiện mong muốn gắn bó với đội bóng và tôn trọng hợp đồng trợ lý kéo dài đến hết mùa giải tới. Trong thời gian làm huấn luyện viên tạm quyền, ông đã đạt được một số kết quả đáng chú ý như chiến thắng 2-0 trước PAOK, chiến thắng 5-2 trước Leicester City ở Carabao Cup và trận hòa 1-1 với Chelsea tại Premier League. Ông từng chia sẻ: "Tôi trở lại đây vì một lý do quan trọng để giúp câu lạc bộ tiến lên. Đây là nhiệm vụ tạm thời và tôi hiểu rất rõ ràng về điều đó. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục vai trò trợ lý như đã cam kết và chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào khi huấn luyện viên mới đến."